Nhá. Rồi bây giờ thầy mở bài mới này. Đấy. Thì chúng ta thấy là một cái bài mới và một bài cũ. Bài cũ thầy thu nhỏ lại. Và làm bài mới. Đây các em nhìn thấy là đầu tiên là các em đi thi các em xem đơn vị nhá. Đơn vị các em vào option. Sau đó các em chọn phần Advanced. Đấy, chúng ta chọn đơn vị ở đây là đổi sang cm nhớ chưa? Đó. Nha cả lớp chú cho thầy. Rồi các em để ý hai con thước này mà nó không xuất hiện thì các em vào view. Các em chọn ruler. Đấy. Và nút đây chính là navigator là cái để thao tác, di chuyển vân vân tìm kiếm. Chúng ta nhấp tắt thì nó tắt. Đấy, để mở thì nó mở nhá. Ruler thế nhá. Còn view đây là xem một trang, hai trang, nhiều trang thì chúng ta chọn đây. Đây là phần trăm để chúng ta chọn, chúng ta nhớ như thế. Rồi bây giờ ta về home là cái phần nó cung cấp chúng ta font chữ, cỡ chữ vân vân. Thế còn phần insert là phần chèn. Đó, text layout là đặt trang vân vân. Thì chúng ta vào nhá, chúng ta xem này. Đấy. Người ta ở trang cũ người ta dùng letter thì chúng ta để letter nhá. Lề người ta để mặc định thì mình để mặc định, có nghĩa là đơn giản nhất ở trong cái trang văn bản cũ của họ. Thế đầu tiên thì các em nhớ cho thầy là chúng ta muốn chèn tên đơn vị cơ quan chủ quản vân vân thì cái tiêu đề của nó là chúng ta vào insert, chúng ta chọn cho thầy cái bảng hai ô, chúng ta lại về home và chúng ta chọn cho thầy font chữ Times New Roman. Chúng ta ghi là đại học, tên đơn vị chủ quản chính là bây giờ các em là trường đại học khoa học xã hội. Đấy, và nhân văn. Rồi xuống dưới là khoa chẳng hạn như là khoa Đông Phương học, khoa Đông Phương. Có cần phải ghi chữ học không? Đấy, rồi số nhá. Hai chấm. Đấy, NQ vân vân. Cái chỗ này các em có thể dùng dấu cách cũng được. NQ chấm số 3 thì đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ căn giữa nhá. Các bạn để viết trái xong bây giờ thì các bạn căn giữa cho thầy. Các bạn để vào giữa đây. Đấy, phần đây các bạn cho đậm lên. Cho đậm lên. Đấy. Chỗ này chúng ta ghi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỗ này mà nó to quá, ví dụ như là nó chật quá thì các em nên tắt nó lại một chút. Nó do từng đơn vị chủ quản thôi. Rồi, chúng ta ghi chỗ này cho thầy. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là font chữ nó thế nhá, tí ta đổi nó sẽ hết. Độc lập tự do hạnh phúc. Xin lỗi các em một tí. You are now muted. Alo. Ship cái gì hả cháu? Alo. À thế à, nhưng mà chú lại đang dạy online. Tầm 5 giờ đi, hơn 5 giờ tí nhá. Ok cháu nhá. Hơn 5 giờ một tí chú mới dạy xong. Chú đang dạy học sinh mà bây giờ chú không bỏ xuống thì nó khó nhá. Ok cháu.
You are now unmuted. Rồi, thế chúng ta tiếp tục cho cái này vào giữa cho thầy nhé. Đổi font chữ sang Times New Roman. À, chỗ này chúng ta chú cho thầy. À, nó gọi cái căn chỉnh cái này cho nó. Cái này thì chúng ta cho nó ở đây. Đây. Nhá. Rồi. Này hình như thầy chưa ghi được cái sao ấy. Sao? Cái bài này thì hình như thầy chưa ghi được. Em thấy trên màn hình. Cái này chưa thấy màu đỏ này. Ừ, trên màn hình em có nhìn thấy bài này không? Có. Ừ. À, cái thì ghi lại cái màn hình của thầy ấy. Ghi lại màn hình đăng nhấp nháy rồi. Dạ, sao em thấy màu trắng nhỉ? Ờ, không sao, thầy dùng phần mềm khác. Cái này các em cho chữ đậm lên nhé. Rồi, bây giờ này chúng ta để ý này. Hai cái này nó hơi sát vào nhau để các em biết là chúng ta phải sử dụng giãn dòng đúng không? Đấy, giãn dòng thì các em vào trong đây. Các em chọn đây, các em đánh 1.3 đi. Ở cái này là spacing, là khoảng cách giữa các đoạn văn, nó giống trong ta tạo style ấy. Thì cái này là đối với văn bản ngắn thì thầy làm trực tiếp, còn văn bản mà hàng ngàn trang thì thầy phải format bằng cái thao tác mà hôm trước thầy dạy các em. Còn đây là trực tiếp nhá, thầy làm app này là trực tiếp, còn trong này thì nó là làm mẫu trước, sau đó chúng ta áp dụng. Đấy, thì giống như là ta làm những cái style xong rồi cần chỗ nào ta áp dụng một chỗ đấy. Đấy, thì nó giãn ra một chút trông nó đỡ rối vào. Được chưa? Rồi, bây giờ thầy mới dạy các em kẻ đường gạch chân, cơ quan tổ chức gạch chân chẳng hạn như thế. Thì chúng ta vào insert, chúng ta chọn này. Ôi, xin lỗi. Chúng ta chọn nó như cái này thầy dạy hết rồi nhá. Dạy giống như bên PowerPoint cũng vậy thôi. Đấy, xong rồi các em thấy màu xanh thì các em cho nó màu đen, chọn format save. Đấy, rồi các em chọn cho nó thầy màu đen, rồi tăng nó độ dày lên một chút. Đấy, thì chúng ta nhìn nó rõ hơn. Đấy, các em muốn cho nó ngắn lại cũng được. Đấy, ngắn lại đầu này, ngắn lại đầu này. Đấy, ta điều chỉnh được hết mà. Rồi ta copy Ctrl cộng sang sang bên này, ta đặt vào dưới chỗ độc lập tự do hạnh phúc. Đẩy lên một chút. Đấy, còn cái phần dưới này nhé. Phần dưới này thì các em sử dụng dấu chấm thôi, bởi vì trong bảng lại không hỗ trợ tab để thầy làm như ở bên ngoài. Vì trong bảng nó lại chế độ nó lại khác. Ở số 4 này. Rồi chấm chấm phẩy ngày nhá, cố gắng hôm nay học kỹ, làm cho chính xác thì đi thi nó mới đúng được tháng. Đấy, để chống ra cho người ta ghi số sau. 5 2021. Đấy. Rồi cái này các em cho thầy không đợi. Đây là chúng ta là Ctrl B đấy. Đây là Ctrl Y là nó nghiêng, Y là nghiêng. Đó, xuống một tí nữa. Chẳng hạn cái này. Hoặc là chúng ta cho lên cao lên một chút. Đó. Còn cái này chúng ta cho cái căn trái nhé. À, căn giữa rồi, ok. Giống rồi, giống của người ta rồi. Chỗ này các em cho nó lên 12 chẳng hạn. Đó, cho nó đẹp đi. Rồi bây giờ chúng ta mới tắt bỏ đi cái này. Chúng ta tắt bỏ đi cái này nha. Các em hoặc là các em cũng có thể là copy ra làm đôi để tí nữa dùng cho cái footer, nhưng mà thôi ta cũng cắt bỏ đi. Ta sẽ bỏ đi cái điểm viền. Ở đây khi chúng ta nhấp chúng ta thấy nút này border. Nút này cũng giống như nút ở trên này nhá. Đó, thế là xong. Bây giờ chúng ta sẽ xem là cái nghị quyết. Đấy, thầy lại bị in ra giấy, thầy nhìn. Rồi, bây giờ ta để ra ngoài. Để ra ngoài thì bắt đầu ta ấn Ctrl E, nó vào giữa. Ta ghi là chữ nghị quyết. Đấy, thầy nói thế để cho các bạn để chú ý cho thầy nhá. Đó, dùng Ctrl Shift móc vuông và Ctrl Shift và dấu lớn hơn, chúng ta cho to chữ nghị quyết ra. Đó,
rồi xuống tí nữa này, tổng viết số 5 đúng không? Cái này thì em có thể sử dụng, thầy cứ xem là người ta dùng chấm hay dùng gì. À, người ta dùng chấm thì mình dùng chấm. Căn giữa vẫn là căn giữa nha. Và chúng ta cho số 5. À, rồi ban hành thì chúng ta lại cho cái con này xuống. Thế là xong rồi đấy. Bây giờ ta ghi là chữ của phần xuống dòng tiếp theo là thẩm quyền ban hành. Chúng ta chú ý nhá, cái này không bật thì nó bật lên nhá. Đúng không? Đó, thẩm quyền ban hành này. Rồi Ctrl Left gạch đầu dòng. L chúng ta thấy là cái chấm phẩy và dấu chấm là nó nằm ở phía thẳng với số 16 trên bài tập. Thì chúng ta thấy con tab trái này, chúng ta dùng con tab trái. Chúng ta ghi là căn cứ. Và chúng ta ship home, chúng ta cho nó xem cỡ chữ của người ta là cỡ chữ là 12. Thì chúng ta cho cỡ chữ 12. Căn cứ nha. Rồi bây giờ chúng ta mới vào cái con tab và đặt trên dòng căn cứ. Thì chúng ta phải đặt cho nó là số 2. Set OK. Đó. Rồi chúng ta thấy là căn cứ. Đến đây. Rồi xong, bây giờ chúng ta xuống dòng hai dòng, chúng ta xem chỗ phần cần chôn E, chúng ta ra giữa, chúng ta ghi chữ quyết nghị. Quyết nghị nhá. Ship home cần chôn B. Do cái này của thầy nó có bị tắt. Rồi xuống dưới chúng ta ấy, người ta cho là chữ đậm cần chôn nét là con chôn L đấy. Đấy, và chúng ta thấy là cỡ chữ của người ta là cỡ chữ đậm vẫn 12, chúng ta ghi là điều 1. Điều 1 nhé. Xong con tab này nó vẫn dùng trong 16, nhưng con tab đến đây thì chúng ta đặt lại cho nó nét không cần nét nữa, phải tự động nó nét cho chúng ta rồi. Đấy, điều 1 rồi điều 2. Đấy, chúng ta thấy là cái số dòng nó cũng hơi xa so với bản gốc. Thì lát nữa chúng ta sẽ thầy cần chôn rét lại, ship rét. Ok rồi, bây giờ rồi. Là điểm 1. Từ đây trở đi thì các em chọn tham new command hết thì chúng ta chọn cho thầy này. Đấy, xong chúng ta nào. Ok. Đó. Điều 3. Điều 2. Điều 3. Đó, các em làm như thế cho hết. Các em chú ý nhá. Đến chỗ này rồi thì ta thấy nó thưa hơn ở trên kia. Bao nhiêu đơn vị chúng ta đánh cho thầy xuống 1.0 thôi. Đấy, cho dịch vào một tí. Đến đây rồi. Đến đây rồi thì bây giờ ta sẽ copy cái này. Các em copy được. Các em paste ở dưới.
Tên dưới thì các em ghi xóa hai chỗ này đi. Các em ghi cho thầy là nơi nhận. Ship home control B. Cái lab như thế. Quyền hạn và chức vụ chúng ta xóa chỗ này đi. Ship home, cần chân B, cần chân Y đấy. Rồi chúng ta chọn cho thầy người ký. Xuống đến đây nhé. Các em enter một cái nữa cho nó sâu xuống một chút đấy. Còn đến chỗ này thì các em mở ngoặc ra chữ ký. Phải dấu. Chữ ký vào dấu. Đó. Xong xuống tí nữa các em ghi chữ cho thầy họ và tên. Còn chỗ này các em muốn xuống vào cái ô này bên này, tất nhiên là đường viền nó mờ đi chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà chúng ta cảm giác được nó giống như trên này thôi. Dưới này các em ghi là như điều. Chấm 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 mà chấm phẩy rồi tiếp nữa chấm 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 như thế nhé. Lưu hai chấm văn thư này, để viết của chữ viết tắt là văn thư chấm phẩy. 7 là số 7, chẳng biết là cái gì. Tí nữa chúng ta xem một cái dưới đấy. A chấm xxxx có nghĩa là cái nơi cùng với để người ta lưu. Ở chỗ này các em cho chữ bôi đen chỗ này cho thầy. Đấy là chúng ta vừa làm xong được một cái bài như trên. Và các em chú ý cho thầy là chúng ta phải học thuộc những cái chỗ này. Đó, địa danh này, trích dẫn này, năm số năm là chỗ nào đấy thì chúng ta nhìn ở trên cái bản mẫu ấy chúng ta thấy là sẽ có như vậy. Thì đây là thầy vừa dạy xong chúng ta làm cái nghị quyết. Bây giờ chúng ta xem và tiếp tục thầy dạy chúng ta bài số 17, bảng tổng kết tài sản, bài số 7 nhá. Rồi bây giờ thầy nói luôn này, sang trang này. Cần chân E chúng ta ghi bảng tổng kết. Các em chú ý quan sát bức bài này nhé. Tài sản đấy, chỗ nào đậm nghiêng là các em phải chú ý đến. Đến ngày 31 tháng 3 năm 2015. Đây là cái mẫu cũ nhưng mà nó mẫu chuẩn thì chúng ta cứ làm như thế thôi. Làm như vừa mang nhé. Chỗ này chúng ta cho đậm lên cần chuẩn B. Đấy. Rồi đến đây chúng ta thấy là tỷ số hối đoái vân vân. Yên thì cái phần đến dòng dưới này thì chúng ta là cần chôn R để nó đưa sang bên tay phải. Là chúng ta ghi nhá, chỗ này không cần tab. Tỷ giá hối đoái hay là chính là đây, đây chính là lúc này nhá. Đấy. Hối đoái 10635 106 chấm là cái số gì cũng được, chấm 3 năm. Yên trên 1 USD. Để chúng ta nhìn thấy là ở đây là cỡ chữ 14 à, 14 thì mình cho 14 đúng không?
Thì mình cho 14. Đấy. Này cũng cho 14. Rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu một chú thế này nhé. Cần chôn lép. Chúng ta ghi cho thầy là tài sản. Thế thì nó có gạch chân thì các em thấy cần chôn U là nó sẽ có gạch chân. Đấy. Rồi tài sản lưu động. Tài sản. Cái này chúng ta bỏ cần chôn U đi cho nó hết. Rồi bây giờ chúng ta chú ý này. Phần số là phần tác phải. Đến đây chúng ta xóa con tác này đi. Ta thay thế con tác phải. Đó. Tài sản lưu động. Và cái này chúng ta không cần chấm thì chúng ta cứ đấy đâu 439 phẩy 13 143 và ra cho con số nào thì các em cứ đánh thế nhá. Mà không cho thì thôi thì ta tự nghĩ. Rồi xuống dưới này, bây giờ chúng ta nhìn thấy là cái tiền này nó lại lệch vào bên trong một một cái indent. Thế thì chúng ta dùng indent ở trên này nhá, cái này cũng thay cho cái ở trong này thôi. Ta kéo con này đến chỗ tiền mặt. Đấy, chúng ta để chỗ này nhá. Đấy. Thì bắt đầu từ indent đó thủ tờ dòng toàn bộ như này. Đến phần nào có thể sử dụng indent ở đây. Đây là cái nút thủ tờ dòng. Các bạn chú ý nhá. Tiền gửi mặt gửi ngân hàng, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Đấy. Thì cái này các em ship home chúng ta bỏ chữ B đi. Rồi chúng ta tab. Nó ra đến đây 70,124 phẩy 301. Đấy, cứ tiếp tục như thế, khoản thu, khoản phải thu. Đấy, các em tab bên này sang bên này là chúng ta 55,002,561. Đó. Thì các em nhìn thấy là sau khi mà chúng ta viết được một đoạn rồi thì đến tài sản cố định. Nha chấm 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 tiếp theo thì tài sản cố định thì nó lại như nào thì chúng ta lại phải chú ý cho thầy. Bây giờ con tab con indent này nó nằm ở đây. Chúng ta lại lùi con indent này nó về đây. Đó, thì sau đó chúng ta ghi là tài sản cố định nha. Đấy, đấy là ký hiệu dấu của con indent. Còn những cái này là dấu hiệu theo sau. Ví dụ thầy kéo indent vào và thầy muốn thụt nữa thì thầy sử dụng cái dưới. Rồi, nhưng bây giờ chúng ta mỗi dòng chúng ta sử dụng của nó riêng. Thì chúng ta ghi sang bên này nhá, để thầy tí thầy ghi tiếp ở cái cấp độ của cái thủ tờ dòng để các em chú ý vào. 98 phẩy 672 phẩy 111. Đấy. Rồi tài sản cố định hữu hình. Đến đến cái này chúng ta nhìn thấy là cái chữ tài sản nó thẳng vào chữ A. Thế thì chúng ta lại cho cái này thẳng vào đây. Đấy. Và cần chôn Y nó nghiêng thì chúng ta ghi là tài sản cố định hữu hình. Đấy, chúng ta chú ý nhá, công cụ nó sẽ cung cấp chúng ta đầy đủ luôn để chúng ta làm. Đấy, chúng ta ghi cho thầy 66,924,691. Đấy. Xuống dưới. Bây giờ lại không nghiêng nữa, nó lại bắt chữ đứng và không có chữ B. Không đậm nữa thì ta bỏ cần chôn B luôn. Thế bây giờ chữ xây dựng nó lại ở cái chữ N sau cái chữ sản này.
chúng ta lại sử dụng con này trượt sang cái chỗ chỗ đây. À, chúng ta ghi chữ xây nhá, lực và kết cấu. Đấy, các em tap sang đây và các em thấy là chữ là 30,821 à 823,056. Đấy, và tiếp tục là dụng cụ phẩy đồ đạc. Đấy, chúng ta phải làm thật đúng chứ không được cách là các thầy cô giáo trừ điểm nhé, nhớ chưa cả lớp. Alo các em, không ai nghe thấy à? Các em có theo dõi không? Đấy, hiểu chỗ thầy à. Và đồ đạc cố định. Đấy, chúng ta ghi 2321,622 ví dụ như thế. Thế thì các em tiếp tục như thế cho thầy vào chỗ đến chỗ tổng tài sản thì lại đưa về. Đấy, đến tổng tài sản thì chúng ta lại đưa con này về đây. Nhá, chúng ta ghi cho thầy tổng tài sản. Đó, và chúng ta tab ra thì vẫn cái con tab đó, chúng ta chưa xóa tab thì nó vẫn thực hiện như vậy. 537,815,321. Đấy, có nghĩa là sau khi mà các em nhập vào một loạt những cái nữa thì nó sẽ ra thế này. Thì đây là thầy vừa giải xong cái bài số 2. Bây giờ các em ngồi và làm cho thầy các bài tập. Làm cho thầy các bài tập nha. Thầy đọc này. 16, 17, 18. Bài tập làm tại chỗ. Và 19. 16, 17, 18 và 19. Làm cho thầy trong vòng 30 phút. Bây giờ thầy tải video này lên luôn để các em nhìn nhá. Có cần đăng video không? Nghe thuộc rồi.